Là những con chuột cống giùm con nha anh em. Những con chuột này là được nhân giống ra từ những con chuột bố mẹ bắt ngoài thiên nhiên. Chuột này được 1-2 tuần tuổi nha anh em. Chuột cống giùm này anh em nuôi á, anh em muốn nuôi nó thì phải nuôi những nơi mà ít người dân đi qua lại nha anh em. Và phải xin phép này nọ chứ không được tự ý nuôi nhân giống nhiều, rất là nguy hiểm. Vì nó xảy ra hoài là nó làm ảnh hưởng đến môi trường, với lại nó phá mấy con gà vịt đồ này nọ nha anh em. Chuột cống giùm này là ăn thịt rất là ngon, nên anh em bán cho những người nhậu nhẹt hoặc là người ta thích ăn những món ngon vặt lạ là người ta sẽ ăn nha anh em. Thì giá của nó là trung bình là từ 100 đến 200 ngàn 1 kg nha. Ý là mình bán cho mấy người ăn nhậu, còn mình bán cho mấy cái người mà mua để bán lại thì giá nó rất là rẻ. Anh em nuôi nó thì có thể là ăn thịt hoặc là bán cho mấy người người ta bán lại, hoặc là mình bán cho mấy người người ta nuôi mấy con này con kia như chăn rắn rồi người ta mua về cho chăn rắn ăn á anh em. Chuột này anh em muốn nhân giống thì bắt mấy con chuột ngoài đồng á về, xong bắt đầu anh em nuôi lại, lựa con đực con cái nuôi chung vô là bắt đầu nó sinh sản ra, rồi anh em lấy mấy con chuột con á nuôi lớn lên là mình nuôi là nó đẻ giống như là bọ vậy đó anh em. Anh em mà thấy hay thì like và đăng ký kênh Sân Bảy ủng hộ Thuận nha. Sắp tới Thuận sẽ ra nhiều clip hướng dẫn chi tiết hơn cho anh em. Nuôi chuột này anh em cho nó ăn thì cho những ăn những món ăn khô giống như là mía hoặc là chuối hoặc là bắp. Hạn chế cho những món ăn ướt, nó sẽ làm dơ cái chuồng của anh em, cái độ nuôi của anh em.